Ukraine ồ ạt đột kích dữ dội vào các trung tâm chỉ huy Nga ở Kherson, bất chấp thời tiết xấu. Theo thông tin từ tiền tuyến, tại tỉnh Kherson, lực lượng Ukraine đang vừa củng cố các vị trí mới, vừa tiến hành các cuộc đột kích bằng siêu pháo HIMARS nhắm vào các trung tâm chỉ huy của Nga, đồng thời cải thiện việc luân chuyển quân trong điều kiện thời tiết xấu. Lực lượng Ukraine đã củng cố các vị trí mới trong rừng, chuyển thêm quân tiếp viện và tiến hành cuộc đột kích bằng HIMARS trên diện rộng nhằm phá hủy các trung tâm chỉ huy nơi tập trung lực lượng và nhiều hệ thống phòng không của Nga, Euromaidan Press đưa tin. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết đã xấu đi, ảnh hưởng đáng kể tới các hoạt động tác chiến đường diễn ra dọc sông Dnipro. Thời tiết xấu là thách thức lớn đối với các đội trinh sát của cả Nga và Ukraine. Tuy nhiên, tầm nhìn hạn chế cũng mang lại nhiều cơ hội, đặc biệt là cho người Ukraine, vì họ có thể tiến hành luân chuyển lực lượng và vận chuyển tiếp tế đạn dễ dàng hơn nhiều. Trên thực tế, các nguồn tin Nga cho biết trong vài ngày qua, người Ukraine đã chuyển thành công các đơn vị bổ sung tới bờ đông sông Dnipro và có tới 400 binh sĩ Ukraine hiện đang hoạt động ở gần Krynki. Hôm 1 tháng 12, một số nguồn tin của Nga thừa nhận rằng lực lượng Ukraine đã tiến về phía tây nam Krynki và thiết lập một chỗ đứng vững chắc ở khu vực rừng gần đó. Các nhà phân tích Nga bắt đầu cảnh báo rằng Ukraine đã sử dụng thời gian một cách khôn ngoan và đã chuẩn bị đầy đủ để tiến hành giai đoạn tiếp theo của chiến dịch tấn công. Trong khi đó, các nguồn tin của Nga cho biết người nga đã sử dụng bom fab hai trăm năm để nhắm vào các vị trí tiềm năng của ukraine điều thú vị là binh lính nga trên thực địa bày tỏ sự bi quan về hiệu quả của các cuộc tấn công điều này một phần giải thích tại sao người ukraine đã vượt sông thành công và giữ vững được vị trí như vậy có vẻ như quy mô của chiến dịch tấn công sẽ còn tăng hơn nữa vì thời điểm thời tiết được cải thiện quân ukraine bắt đầu không ngừng nhắm mục tiêu vào các trung tâm chỉ huy tập trung lực lượng và hệ thống phòng không của nga các máy bay chiến đấu ukraine ở lưu đoàn 35, gần đây đã công bố đoạn phim cho thấy các cuộc tấn công của Hai ở Kosunka. Đoạn video có nhiều cuộc tấn công và theo các binh sĩ Ukraina, họ đã phá hủy một số ngôi nhà mà người Nga dùng làm doanh trại cho binh lính và ít nhất một nhà kho chứa thiết bị quân sự. Một video khác cho thấy lực lượng đặc biệt Ukraina đã xác định được một phương tiện chỉ huy và điều khiển của Nga gần Nova Mayashka, Một cuộc tấn công ngay lập tức của Hai đã phá hủy chiếc xe cùng với các chỉ huy Nga. Lực lượng Ukraine cũng tấn công một tòa nhà ở Chuvilene do Nga kiểm soát, đang diễn ra một cuộc họp của lực lượng an ninh. Các nguồn tin của Nga cho biết một cuộc tấn công bằng hai mars của Ukraine đã loại khỏi vòng chiến đấu bốn cảnh sát thân Nga. Trong khi đó, Nga hôm thứ Sáu ngày 1 tháng 12 cho biết quân đội của họ đang tiến vào mọi khu vực của mặt trận Ukraine, mặc dù các nhà quan sát thấy rất ít chuyển động, theo Front 24. Các quân nhân của chúng tôi đang hành động thành thạo và quyết đoán, chiếm được vị trí thuận lợi và mở rộng vùng kiểm soát của họ về mọi hướng, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết. Trong cuộc họp ngắn với các quan chức quân sự hàng đầu của Nga, Đại tướng Shoigu cho biết lực lượng của ông đã gây thiệt hại hỏa lực một cách hiệu quả và chắc chắn cho các lực lượng vũ trang Ukraine làm giảm đáng kể khả năng chiến đấu của họ. Mỹ chậm gửi lô tên lửa tầm xa độ chính xác cao GLSDB cho Ukraine. Ukraine sẽ phải đợi tới năm sau mới có thể nhận được lô hàng bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất GLSDB để giúp Kiev nâng cao khả năng quân sự. GLSDB là loại đạn kết hợp giữa rocket M26 và bom đường kính nhỏ GBU-39 do Boeing và Saab hợp tác sản xuất. Có thể phóng từ bệ mặt đất như tổ hợp pháo phản lực phóng loạt M270 MRLS và hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS. Trong khi đó, HIMARS do nhà sản xuất quốc phòng Lockheed Martin sắp triển, được Mỹ cam kết chuyển giao tới chiến trường Ukraine vào đầu mùa hè năm 2022. Hệ thống có thể phóng tới 6 tên lửa GMLRS hoặc một tên lửa tác chiến lục quân ATACMS mà Ukraine mong muốn có được nhưng Lầu Năm Góc không cung cấp. Nguồn tin từ Lầu Năm Góc và các nguồn tin thân cận cho biết khi chính phủ Mỹ lần đầu tiên tiếp cận Boeing để mua và vận chuyển GLSDB tới Ukraine vào mùa thu năm 2022, mốc thời gian lạc quan nhất để chuyển hàng là vào khoảng mùa xuân năm nay, theo một tài liệu mà Reuters có được vào thời điểm đó. Nhưng hồi tháng 2, Politico đưa tin rằng Việc giao lô hàng khí tài này sẽ không diễn ra cho tới cuối năm 2023 và các nguồn tin hiện nay xác nhận là phải tới năm 2024. Ukraine cần GLSDB để tăng cường số lượng tên lửa ATACMS tầm bắn 160 km hạn chế mà Mỹ đã gửi. Nó sẽ cho phép quân đội Ukraine tấn công các mục tiêu ở khoảng cách gấp đôi so với tên lửa mà họ hiện bắn từ HIMARS do Mỹ cung cấp và buộc nga phải di chuyển nguồn cung cấp ra xa tuyển tuyến hơn nữa. Các nguồn tin thân cận tại thời điểm hiện nay cho biết, việc giao hàng cho Mỹ của Boeing sẽ diễn ra vào cuối tháng 12 này, sau đó là vài tháng thử nghiệm trước khi chuyển sang Ukraine. Chúng tôi dự kiến sẽ cung cấp khí tài quan trọng này cho Ukraine vào khoảng thời gian đầu năm 2024 sau khi xác minh thành công. Một phát ngôn viên của Lầu Năm Góc cho biết, ám chỉ tới một thuật ngữ, chỉ hoạt động thử nghiệm. Theo một tuyên bố của Lầu Năm Góc, vì hợp đồng bắt đầu sản xuất GLSDB đã được ký vào tháng 3, nên việc giao hàng buộc phải diễn ra vào cuối năm. Quyết định gửi tên lửa tầm xa thứ mà chính phủ Mỹ chưa mua cho mình. Theo đề xuất vào mùa hè năm ngoái từ Boeing tới các chỉ huy Mỹ tại châu Âu để cung cấp khí tài cho Ukraine. Yếu tố có thể thúc đẩy Nga, Ukraine nhanh chóng hòa đàm. Cả Nga và Ukraine đều không sẵn sàng lùi bước, không bên nào chiến thắng trong trung hạn, nhưng hòa đàm có thể diễn ra vào năm tới, Trận chiến mùa đông khắc nghiệt, Al Jazeera dẫn nhận định của các chuyên gia cho rằng mùa đông này có thể sẽ chứng kiến tình trạng bế tắc kéo dài và đẫm máu trên chiến trường Ukraine, không bên nào lùi bước trước các cuộc tấn công và phản công, nhưng đó có thể là tiên đề cho các cuộc đàm phán vào năm tới. Mùa đông chỉ càng làm tăng thêm nỗi đau khổ, không bên nào sẽ có được bước đột phá về mặt chiến thuật hoặc hoạt động. Jack Ramrich, phó chủ tịch tại công ty cố vấn an ninh Global Guardian, bình luận, Ukraine đã phát động một cuộc phản công lớn vào đầu tháng 6 và theo một số ước tính, họ đã giành lại một nửa diện tích lãnh thổ bị kiểm soát kể từ hồi đầu năm. Tuy nhiên, Ukraine không đạt được mục tiêu chiến lược là cắt đôi lực lượng Nga, cô lập Kherson, Zaporizhia và Crimea khỏi Lukhen, Donetsk và Kharkov. Các chỉ huy cấp cao của Ukraine cho biết cuộc phản công sẽ tiếp tục kéo dài suốt mùa đông. Tháng trước, Nga đã cố gắng đáp trả bằng một loạt cuộc tấn công mới ở phía đông, hướng tới các thành phố Kupiansk, Liman, Avdiivka và Marinka, bất chấp tuyết và băng giá. Khi mặt đất đóng băng, lực lượng Nga sẽ cố tìm cách tiến quân, nhưng tấn công trong điều kiện thời tiết như vậy sẽ là thảm họa. Họ sẽ mắc kẹt trong cuộc chiến tiêu hao. ông Konstantinos Grivas, giảng viên về hệ thống vũ khí và địa chính trị tại Học viện Lục quân Hellenic ở Hy Lạp nói. Theo ông Grivas, cả hai bên đều không tìm ra được lợi thế về công nghệ hoặc chiến thuật để tạo ra bước đột phá vì phòng thủ chiếm ưu thế. Hỏa lực và hệ thống phòng thủ thụ động như các bãi mìn, chiến hào dường như đã vô hiệu hóa khả năng của các lực lượng cơ giới hóa và không quân. Nếu có diễn biến nghiêm trọng thì đó sẽ là sự sụp đổ do kiệt sức như một trận đấu quyền Anh mà một võ sĩ đơn giản là không thể chịu đòn, ngoại trừ một cú đấm hạ gục, ông nhận định. Hai bên đều xây dựng chiến lược để giành chiến thắng, nhưng đến nay tất cả đều không mang lại kết quả như mong đợi. Moscow đã hy vọng quân đội Ukraine sẽ nhanh chóng sụp đổ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt hồi đầu năm ngoái. Khi không đạt được mục tiêu này, Nga đã chút khoảng 10.000 tên lửa xuống các thành phố của Ukraine nhằm phá vỡ tinh thần chiến đấu của họ mùa đông năm ngoái nga đã nhắm mục tiêu vào các nhà máy điện diện rộng ở ukraine đến mùa hè năm nay moscow nhắm đến hạ tầng cảng để ngăn chặn hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của ukraine các đồng minh phương tây của ukraine đã đáp trả bằng các hệ thống phòng không phụ tùng thay thế và máy phát điện khẩn cấp để duy trì nguồn điện cho ukraine họ cung cấp tên lửa tầm trung cho ukraine kết hợp với máy bay không người lái sản xuất trong nước để vô hiệu hóa vòng phong tỏa của hải quân nga ở biển đen Ukraine đã thử chiến lược tấn công của riêng mình. Họ sử dụng những vũ khí tầm xa này để tấn công sâu vào hậu phương của Nga, nhằm làm gián đoạn việc cung cấp vũ khí cho tiền tuyến, buộc Moscow phải chuyển kho dự trữ ra xa tầm bắn của Ukraine. Ukraine cũng triển khai tập kích bằng máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở sản xuất tên lửa của Nga. Ukraine gần đây đã đề nghị phương Tây cung cấp máy bay chiến đấu F16. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng vũ khí này cũng khó có thể phá vỡ thế bế tắc ngay cả khi sở hữu F-16, Ukraine cũng không thể tận dụng hiệu quả, vì loại máy bay này đòi hỏi hàng nghìn giờ huấn luyện phi công trước khi đi vào vận hành. Andreas Ilopoulos, cựu phó chỉ huy quân đội Hy Lạp nói, theo ông, F-16 tham chiến ở Ukraine sớm nhất vào năm 2025. Cơ hội đàm phán Khả năng duy trì kho dự trữ và huy động nguồn nhân lực dự trữ lớn của Nga đã khiến một số nhà quan sát cho rằng thời gian đang ủng hộ họ. Ukraine có nguy cơ thua trong một cuộc chiến tiêu hao kéo dài, bởi vì đó sẽ là một cuộc chiến không cân bằng, John Mestemir, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Chicago nhận định. Tuy nhiên, lực lượng của Nga cũng khó tránh khỏi kiệt sức trong một cuộc chiến kéo dài, trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ không chấp nhận bất kỳ cuộc đàm phán nào khi Nga chưa rút hết quân, Nga lại có quan điểm khác. Nga chưa bao giờ từ chối đàm phán hòa bình với Ukraine. Tất nhiên, chúng ta nên nghĩ cách ngăn chặn thảm kịch này. Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trước hội nghị G20 hôm 21 tháng 11 theo chuyên gia grambric ông putin một lần nữa muốn phát đi thông điệp rằng nga muốn chấm dứt cuộc xung đột chuyên gia Krivas cũng cho rằng cả hai bên hiện giờ đều muốn tìm lối thoát cho cuộc xung đột nhưng ai sẽ đề nghị đàm phán trước một cuộc hòa đàm sẽ khó xảy ra trong mùa đông này khi cả hai bên đều phát tín hiệu tiếp tục chiến đấu nhưng có thể diễn ra vào năm sau khi Tổng thống Putin dường như đang tìm kiếm một chiến thắng mang tính biểu tượng trước cuộc bầu cử vào năm 2024. Ngoài ra, cuộc bầu cử Tổng thống ở Mỹ được cho là cũng sẽ tác động đến tình hình xung đột Ukraine. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, ứng viên sáng giá của Đảng Cộng Hòa, nhiều lần tuyên bố có thể chấm dứt xung đột Nga-Ukraine trong vòng 24 giờ nếu tái đắc cử.